Những áng thiên cổ hùng văn của Đại Việt. Thiên Đô Chiếu, Lý Thái Tổ. Thương gia chí bàn canh ngũ thiên, Chu Thất đãi thành vương tam tỷ, Khởi tam đại chi sổ quân tuẫn vu kỳ tư, Vọng tự thiên tỷ, Dĩ kỳ độ đại trạch trung, Vì ức vạn thế tử tôn chi kế, Thượng cần thiên mệnh, Hạ nhân dân trí, Cầu hữu tiện chiếc cải, Cố quốc tộ diên trường phong tục phú phụ, Nhị đinh lê nhị gia nãi tuẫn kỳ tư, Hốt thiên mệnh, Võng đạo thương chu chi tích, Thường an quyết ấp vu tư, Chí thế đại phất trường toán số đoàn túc, Bách tính hao tổn vạn vật thích nghi, Chấm thật thống chi bất đắc bất tỷ. Hướng cao vương cố đô đại la thành, Trạch thiên địa khu vực chi trung, Đắc Long bàn hổ cứ chi thế, Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị, Tiện Giang Sơn hướng bối chi nghi, Kỳ địa Quảng Nghi thản bình, Khuyết thổ Cao Nhi sảng khải, Dân cư miệt hôn điếm chi khốn, Vạn vật cực phồn phụ chi phong, Biến lãm Việt bang tư vi thẳng địa, Thành tức phương bức thấu chi yếu hội, Vì vạn thế đế vương chi thượng đô, Chấm dục nhân thử địa lợi, Dĩ định quyết cư, Thanh đẳng như hà. Chiếu rời đô, tác giả Lý Thái Tổ. Bản dịch của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, in trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1993. Xưa nhà Thương đến đời bàn canh 5 lần rời đô, nhà Chu đến đời thành vương 3 lần rời đô. Há phải các vua thời tam đại ấy theo ý riêng tự tiện mà rời đô? Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa làm kế cho con cháu muôn vạn đời. Trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì rời đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh, thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không nói theo việc cũ thương chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vật số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp, chậm rất đau đớn, không thể không rời. Huống chi thành Đại La đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng trầu hổ phục, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Chấm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?